quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin khởi động ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Thưa quý vị, sáng ngày 27 tháng 4 tại trụ sở tiếp công dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Tiến Dũng đã có buổi tiếp công dân định kỳ tháng 4 năm 2023 để lắng nghe, giải quyết những kiến nghị của công dân. Cùng tham gia tiếp công dân có các đồng chí đại diện lãnh đạo Ban Nội chính tỉnh ủy, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Ban tiếp công dân tỉnh, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh. Tại buổi tiếp, công dân Nguyễn Đức Mạnh, tổ 7 phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành liên quan đã nghe công dân phản ánh kiến nghị về chế độ chính sách đối với người lao động. Sau khi nghe ý kiến đề nghị của công dân Nguyễn Đức Mạnh, đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, Sở Tư pháp đã có các ý kiến tham gia đối thoại, trả lời, giải thích, làm rõ các nội dung công dân quan tâm kiến nghị. Kết luận buổi tiếp công dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Tiến Dũng yêu cầu Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh rà soát lại các hướng dẫn, quy định, nghị định của Chính phủ ban hành về chế độ chính sách liên quan đến nội dung công dân kiến nghị để hướng dẫn thực hiện áp dụng cho công dân Nguyễn Đức Mạnh theo đúng quy định của nhà nước, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 20 tháng 5 năm 2023. Thưa quý vị, nhằm tôn vinh sách và văn hóa đọc cũng như xây dựng và phát triển phong trào đọc sách trong cán bộ, giáo viên và học sinh trong trường học. Mới đây, trường tiểu học Đoàn kết thành phố Lai Châu đã tổ chức ngày hội đọc sách với chủ đề Đọc sách cho ta kiến thức và sự hiểu biết. Ghi nhanh của phóng viên khởi động ngày mới tại ngày hội. Tại ngày hội đọc sách trường tiểu học Đoàn kết, bằng sự khéo léo, sự sáng tạo của cô và trò nhà trường, phần thi xếp mô hình bằng sách đã tạo một không gian trưng bày sách đẹp mắt với nhiều thể loại phong phú đa dạng, phù hợp với lứa tuổi học sinh. Qua đó đã tạo nên bầu không khí tìm hiểu, đọc sách sôi nổi trong toàn nhà trường và mang lại nhiều tín hiệu tích cực. Khi đọc sách, cháu thấy là rất vui và cho chúng ta thêm nhiều kiến thức, ví dụ như là toán học. Và mỗi khi cháu tham gia hoạt động nào đó thì ví dụ như ngày hôm nay hoặc là đi xuống thư viện để đọc. Để nuôi dưỡng cái niềm đam mê đọc sách cho các em thì ngay từ các cái tiết học trên lớp, tôi đã tổ chức cho các em hóa thân vào các cái nhân vật ở trong sách. Vì vậy mà các em cảm thấy vui và thích thú hơn với việc đọc sách. Cùng với hoạt động xếp mô hình bằng sách, tại ngày hội, các em học sinh trường tiểu học Đoàn kết cũng đã quyên góp sách cho thư viện của nhà trường. Ngoài ra, các em còn được tham gia đọc sách, kể chuyện, tham gia thuyết trình về sản phẩm trưng bày sách của mình. Qua đó đã giúp cho các em học sinh được tiếp cận với nhiều loại sách báo, từ đó giúp các em hình thành thói quen đọc sách để mở rộng kiến thức, nuôi dưỡng tâm hồn, hình thành kỹ năng sống và chuẩn bị những hành trang tốt nhất cho tương lai của mình. Đây còn là dịp để học sinh giao lưu, học tập, nâng cao chất lượng học tập, qua đó thì góp phần thực hiện phong trào trường học thân thiện, học sinh tích cực. Được biết, nhằm tạo cho các em học sinh một môi trường đọc sách thân thiện và thoải mái, thời gian qua trường tiểu học Đoàn kết đã từng bước phấn đấu, đầu tư xây dựng thư viện nhà trường khang trang sạch đẹp theo tiêu chuẩn và trở thành không gian yên tĩnh để tìm hiểu kiến thức và giải trí cho các em học sinh sau những giờ học tập hăng say. Thời gian tới thì nhà trường tiếp tục phối hợp với phụ huynh để huy động cái nguồn liệu sách cho học sinh thật là phong phú, đấy cũng là một điều kiện để thu hút học sinh đến các phòng đọc của thư viện cũng như là phòng không gian đọc tại lớp học cho học sinh. Có thể nói thông qua ngày hội đọc sách mà trường tiểu học Đoàn kết tổ chức đã góp phần khuyến khích đưa phong trào đọc sách trở thành thói quen, nét đẹp văn hóa trong cán bộ, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh và học sinh của nhà trường, từ đó thúc đẩy phong trào đọc sách trong nhà trường, góp phần nâng cao trình độ, chất lượng đào tạo của nhà trường trong giai đoạn hiện nay. Thưa quý vị, lễ hội Tenkinpang năm 2023 được tổ chức tại xã Khổng Lào từ ngày hôm nay, 28 tháng 4. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho lễ hội được xã Khổng Lào khẩn trương hoàn tất, đảm bảo lễ hội được diễn ra an toàn, sôi nổi, phục vụ nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng của nhân dân, du khách đối với các giá trị di sản văn hóa dân tộc Thái. Bãi té nước nằm trên con suối Nậm Lụng chảy qua địa phận Bản Cang, xã Khổng Lào, là nơi diễn ra nghi lễ áp hô chương. Phần thi té nước tại đây, du khách nào cũng được trải nghiệm té nước cùng với nhân dân xã Khổng Lào trong lễ hội Tenkinpang. Công trình này đã được khởi công xây dựng từ giữa tháng 3 với các hạng mục như làm bờ kè bằng sọ đá, đổ bê tông hơn 330 mét đường, làm 60 mét vuông sân khấu và đắp đập dâng nước. Để đảm bảo tiến độ, đơn vị thi công đã huy động người và phương tiện làm việc liên tục. Bên cạnh đó, chính quyền xã Khổng Lào còn thường xuyên kiểm tra tiến độ, chất lượng công trình. Và đến thời điểm hiện tại, công trình đã hoàn thiện và sẵn sàng cho lễ hội Tenkinpang 2023.
Ngày hôm nay là chúng tôi đã hoàn thành, cơ bản hoàn thành xong tất cả các mục tiêu, là chúng tôi sẽ dẹp vệ sinh sạch sẽ để toàn bộ các để bàn giao lại cho khu địa cho ủy ban nhân xã để chuẩn bị khu vực lễ hội té nước. Nắm bắt được nhu cầu muốn mua các sản phẩm thủ công truyền thống về làm quà lưu niệm của nhân dân cũng như khách du lịch đến tham gia lễ hội Then Kin Bang từ những năm trước, chị Phương Thị Thếm ở bản Hồi Phạc, xã Khổng Lào đã bắt tay vào làm các sản phẩm dệt đặc trưng của người dân tộc Thái như túi đeo, khăn, áo chàm, ga trải giường. Trong một tháng vừa qua, chị Thếm làm ra được những chiếc khăn, chiếc túi nào đều được đặt hàng hết. Hiện chị đang tranh thủ thời gian làm thêm nhiều sản phẩm để trưng bày tại gian hàng của gia đình tại lễ hội Then Kin Bang năm nay nhằm phục vụ nhu cầu của du khách khi đến với lễ hội. Cũng nghĩ là cái nghề truyền thống nó sắp bị mai một. Nên là theo cái suy nghĩ và nguyện vọng của bản thân thì cũng muốn cái thứ nhất là để khôi phục lại, để sau này truyền lại cho các cháu nghề truyền thống của dân tộc Thái. Thứ hai nữa là cũng mong muốn là đưa cái một ít sản phẩm này để phục vụ cho lễ hội Then Kin Bang, để cho các du khách trong và ngoài nước để biết được cái sản phẩm thổ cẩm của dân tộc Thái trắng của phong thổ. Lễ hội Then Kin Bang năm 2023 gồm các hoạt động như dâng hương nhà then, tái hiện nghi lễ áp hô chiêng, thi văn nghệ và thi duyên dáng mường then, trình diễn đàn tính tẩu, múa xòe truyền thống, thi ẩm thực, thi đấu một số môn thể thao như kéo co, én cái, tung còn, bắn nỏ, thi té nước, tổ chức cho du khách và nhân dân trải nghiệm bắt cá té nước. Năm nay các hoạt động trong lễ hội sẽ được tổ chức với quy mô lớn hơn những năm trước với nhiều hoạt động đặc sắc. Để lễ hội diễn ra thành công, những ngày qua, xã Khổng Lào đã huy động lực lượng tiến hành dọn dẹp vệ sinh khu vực nhà văn hóa xã, nhà then, bãi té nước, trụ sở Ủy ban nhân dân xã. Tổ chức trang trí trưng bày không gian văn hóa truyền thống của dân tộc Thái, triển lãm các mặt hàng như trang phục, đồ dùng phục vụ sinh hoạt, sản xuất, văn hóa, văn nghệ, tín ngưỡng, sản vật địa phương. Đồng thời, các thành viên trong đội then cũng tích cực tập luyện hát múa và trang trí nhà then. Ngoài ra, công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm cũng được xã Khổng Lào chú trọng thực hiện các phương án đảm bảo giúp cho du khách và nhân dân yên tâm khi tham gia lễ hội. Cấp ủy chính quyền xã thì cũng đã triển khai rất quyết liệt, chỉ đạo các bộ phận lực lượng liên quan để tổ chức triển khai thực hiện. Thì đến bây giờ thì tất cả các danh sách liên quan đến đội then cũng như là vận động viên, diễn viên thì cũng đã cơ bản là hoàn tất. Với sự chuẩn bị kỹ càng, chu đáo của xã Khổng Lào, hy vọng lễ hội Then Kin Bang năm 2023 sẽ diễn ra thành công và để lại những ấn tượng đẹp trong lòng du khách và nhân dân các dân tộc trên địa bàn. Qua đó góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, yêu quê hương, các giá trị di sản văn hóa dân tộc cho các thế hệ và ý thức trách nhiệm trong việc tham gia bảo tồn, phát huy, khai thác các giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển kinh tế xã hội. Đồng thời, quảng bá tiềm năng, thế mạnh, phát triển du lịch của địa phương. Năm 2023 là năm thứ ba thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025. Dự báo tình hình kinh tế trong nước, trong tỉnh đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức. Ngay từ những ngày đầu năm 2023, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tích cực chủ động trong chỉ đạo, điều hành, đôn đốc việc triển khai các giải pháp thu chi ngân sách địa phương. Tuy nhiên, tiến độ thu ngân sách trên địa bàn những tháng đầu năm 2023 chưa đạt theo yêu cầu và dự báo hết sức khó khăn do cả nguyên nhân chủ quan lẫn khách quan. Tính đến ngày 15 tháng 4 năm 2023, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 373 tỷ 633 triệu đồng, đạt 18% so với dự toán trung ương giao, đạt 15% so với dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao. Trong đó, ngân sách cấp tỉnh trên 258 tỷ đồng, đạt 14% so với dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao. Ngân sách cấp huyện gần 116 tỷ đồng, đạt 20% so với dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao. Như vậy, với kết quả thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thực hiện đạt thấp hơn so với kết quả thu bình quân chung của cả nước thực hiện đến hết quý 1 năm 2023. Thời gian qua, sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung đã đạt nhiều kết quả rõ nét. Đến nay, tỉnh đã hình thành và phát triển nhiều vùng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn như trên 9.400 ha chè, gần 13.000 ha cao su, trên 6.300 ha mắc ca, gần 4.000 ha chuối, trên 10.000 ha quế. Việc hình thành và phát triển vùng sản xuất tập trung quy mô lớn không chỉ giúp cho việc thực hiện có hiệu quả chủ trương của tỉnh trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, giúp cho người dân thoát nghèo bền vững và làm giàu từ nông nghiệp, đồng thời góp phần xây dựng thành công các sản phẩm chủ lực của tỉnh. Theo báo cáo của Hội Chữ thập đỏ tỉnh, trong quý 1 năm 2023, tổng trị giá công tác xã hội của các cấp hội đạt hơn 23 tỷ 700 triệu đồng.
hỗ trợ giúp đỡ và trao tặng hơn 68.800 suất quà cho các hộ gia đình nghèo, nạn nhân chất độc da cam, gia đình chính sách. Trong đó tiêu biểu như phong trào Tết Nhân Ái, Xuân Quý Mão 2023, Hội Chữ Thập Đỏ các cấp đã vận động kết nối các đoàn từ thiện, các nhà hảo tâm tặng quà Tết cho người nghèo có hoàn cảnh khó khăn, những đối tượng yếu thế dễ bị tổn thương. Cùng với đó, các cấp hội cũng thực hiện tốt cuộc vận động mỗi tổ chức cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo, vận động xây dựng 4 công trình nhân đạo với trị giá 500 triệu đồng. Đồng thời, làm tốt công tác tuyên truyền vận động phối hợp với các đơn vị trong công tác khảo sát, lập danh sách và trao quà hỗ trợ thường xuyên cho các hộ nghèo, đối tượng yếu thế, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại các cơ sở y tế. Sau 6 ngày thi đấu, chiều ngày 26 tháng 4, giải vô địch bóng đá 7 người các câu lạc bộ tỉnh Lai Châu lần thứ 5 năm 2023 đã chính thức khép lại. Giải vô địch bóng đá 7 người các câu lạc bộ tỉnh Lai Châu lần thứ 5 năm 2023 được đánh giá là giải đấu có sự chuẩn bị tổ chức chu đáo, đảm bảo an toàn, tiết kiệm, hiệu quả. Giải đã thu hút được 155 vận động viên thuộc 11 câu lạc bộ trong tỉnh. Hầu hết các đội bóng tham dự đều có chất lượng chuyên môn cao và được chuẩn bị tốt về thể lực. Mặc dù trong điều kiện thời tiết không được thuận lợi, song tất cả các trận thi đấu tại giải đều diễn ra sôi nổi, hấp dẫn, có chuyên môn cao. Công tác chỉ đạo điều hành của ban tổ chức, trọng tài đã bám sát kế hoạch, điều lệ, làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, công tâm, khách quan, cũng như ý thức chấp hành các quy định của ban tổ chức. Thông qua giải đấu, tạo ra sân chơi thể thao lành mạnh cho mọi tầng lớp, là nơi gặp gỡ, giao lưu, tạo thêm tinh thần đoàn kết trong công việc cũng như đời sống hàng ngày. Kết quả chung cuộc, câu lạc bộ Công an tỉnh đã xuất sắc giành chức vô địch, câu lạc bộ Nhận Oanh giành giải A, giải ba thuộc về câu lạc bộ huyện Sìn Hồ. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao các giải phụ như giải thủ môn xuất sắc nhất cho cầu thủ Văn Kèo của câu lạc bộ huyện Sìn Hồ, giải vua phá lưới và cầu thủ xuất sắc nhất cho cầu thủ Anh Văn của câu lạc bộ Công an tỉnh. Thưa quý vị, bản du lịch cộng đồng Lao Chải 1, xã Khuôn Há, huyện Tam Đường, cách trung tâm thành phố Lai Châu khoảng 20 km, tọa lạc trên đỉnh núi với độ cao 2.000 m. Chính vì địa thế, những năm gần đây đã thu hút nhiều du khách đến tham quan du lịch cộng đồng, chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên và trải nghiệm thú vị văn hóa đồng bào dân tộc Mông nơi đây. Vào dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm nay, bản Lao Chải 1 đang khẩn trương chuẩn bị mọi điều kiện về cơ sở vật chất và tổ chức ngày hội văn hóa du lịch xã Khuôn Há năm 2023 nhằm thu hút khách đến du lịch cộng đồng. Tái hiện lại các nghề truyền thống của đồng bào dân tộc Mông, gia đình anh Cứ A Mang đang xây dựng lò rèn truyền thống, cối sắt ngô của đồng bào Mông. Đây là ý tưởng của gia đình đăng ký với bản để tạo không gian văn hóa cho du khách tìm hiểu và trải nghiệm. Để phục vụ Ngày hội Văn hóa Du lịch Khuôn Há năm 2023 diễn ra từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 30 tháng 4, gia đình anh Cứ A Mang đã xây dựng thêm nhà nghỉ homestay nhằm đáp ứng nhu cầu du lịch cộng đồng tại bản. Nhiều khách về thì nó thấy ở đây nhưng mà nó mình không quá là nhà cho nó nhân ngủ, cho khách ngủ. Thì nó mình đã dự kiến làm cái này cho nó cho khách nó ngủ. Đến với bản Lao Chải 1, du khách sẽ được trải nghiệm các loại hình văn hóa vật thể, độc đáo, kiến trúc nhà ở, trang phục đa sắc màu của đồng bào Mông. Với kinh nghiệm làm du lịch cộng đồng hơn 3 năm, gia đình anh Cứ An Lồng mỗi năm đón gần 500 lượt khách đến tham quan trải nghiệm không gian du lịch cộng đồng. Để chuẩn bị cho Ngày hội Văn hóa Du lịch năm 2023, gia đình anh đang khẩn trương chỉnh trang lại nhà nghỉ, chuẩn bị cho mọi điều kiện tốt nhất phục vụ cho du khách. Bằng mà bạn du lịch cộng đồng của mình đấy mà mình làm cái nhà homestay này, nó khách ở khách nó lên để khách ngủ, khách ăn, mình thu nhập tiền phục vụ cho gia đình thì mình rất là vui. Bản có 43 hộ, hơn 240 nhân khẩu, 100% là người Mông. Nhằm đưa du lịch của bản Lao Chải 1 đến với du khách mọi miền của Tổ quốc và ngoài nước, mỗi gia đình luôn tích cực bảo vệ môi trường, sửa sang lại nhà cửa, tái hiện các không gian văn hóa truyền thống, tạo điểm view hấp dẫn để đón tiếp du khách. Nhờ làm du lịch cộng đồng mỗi năm, bản có doanh thu hơn 300 triệu đồng. Từ nguồn thu nhập này thì bản tái đầu tư làm du lịch và giúp cải thiện đời sống của bà con nhân dân. Đặc biệt là đưa bản Lao Chải 1 tiếp cận với ngành công nghiệp xanh và phát triển, trở thành điểm du lịch hấp dẫn cho du khách đến tham quan trải nghiệm. Để chuẩn bị chào đón cái ngày hội lễ 29-30 tháng 4 này thì chúng tôi huy động bà con là cái chỉnh trang tất cả các loại nhà cửa này phải sạch sẽ để chào đón khách
từ đây. Mà một cái nữa là về cái các nhà nghỉ homestay phải chuẩn bị sẵn sàng để chào đón rất là nhiều đoàn khách họ đặt ngủ nghỉ ngủ ở đây, thì cũng để đảm bảo cho du khách. Một cái nữa là bà con sẽ chỉnh trang các khu trọ bán hàng đấy, chỉnh trang thật sự đẹp mà để trưng bày hàng hóa. 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 tới đây thì đối với lại xã Khuôn Há chúng tôi thì điểm nhấn của cái điểm du lịch là chúng tôi sẽ tổ chức cái hoạt động tuần lễ và cái ngày hội văn hóa du lịch xã Khuôn Há. Ở cái ngày hội văn hóa du lịch xã Khuôn Há thì chúng tôi đem đến cho du khách những cái trải nghiệm về văn hóa của đồng bào người dân tộc Mông, các trò chơi dân gian, các cái nét sinh hoạt cũng như là cái nếp sinh hoạt văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Mông. Giai đoạn 2021-2025, một trong bốn chương trình trọng điểm của tỉnh đã được Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh xác định tại Nghị quyết số 04, đó là bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc gắn với phát triển du lịch. Trong đó, xã Khuôn Há được quy hoạch phát triển du lịch cộng đồng, cụ thể là bảo tồn, phát huy chợ phiên truyền thống, hỗ trợ một lần xây dựng địa điểm tổ chức các hoạt động trải nghiệm, tìm hiểu văn hóa thể thao đặc sắc của các dân tộc, phát triển nguồn nhân lực văn hóa gắn với du lịch, xây dựng các điểm trưng bày, giới thiệu sản phẩm văn hóa, nông sản gắn với các điểm tham quan, ngắm cảnh, chụp ảnh. Quý vị và các bạn thân mến, là vùng đất tổ cội nguồn dân tộc với hai di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại là hát xoan Phú Thọ và tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương. Vì vậy, du lịch tâm linh được xác định là một trong những sản phẩm du lịch đặc trưng, thế mạnh. Thời gian qua, tỉnh Phú Thọ đã nỗ lực làm mới để tăng sức hấp dẫn cho sản phẩm du lịch này. Những ngày đầu tháng 3 âm lịch, hàng trăm nghìn đồng bào du khách từ khắp mọi miền đất nước đã tới khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng. Với nhiều du khách, hành hương về vùng đất cội nguồn không chỉ để thắp nén hương thơm, tri ân công đức tiên tổ, mà còn hòa mình vào các hoạt động phong phú của lễ hội Đền Hùng. Hơn 20 hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao đã mang tới sức hút đặc biệt cho lễ hội văn hóa tâm linh lớn nhất cả nước này. Để du khách đến Phú Thọ không chỉ dừng chân ở Đền Hùng, ngành du lịch đã nỗ lực để tăng sức hấp dẫn cho sản phẩm du lịch tâm linh. Lấy trung tâm là khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng, với việc thực hành tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, các tour du lịch kết nối thêm nhiều điểm đến như Bảo tàng Hùng Vương, Ngã ba Bạch Hạc, Làng cổ Hùng Lô, nhằm mang tới cho du khách một chuỗi các giá trị văn hóa trải nghiệm, đường hòa mình vào điệu hát xoan hay trực tiếp tham gia gói bánh chưng tại làng cổ là một trải nghiệm đầy thú vị với du khách, nhất là du khách quốc tế. Chỉ mất một tiếng đồng hồ từ Hà Nội về đây mà tôi đã thấy sự khác biệt rồi, sự bình yên thiêng liêng đến từ phong cảnh đền đình cũng như những nét văn hóa. Ấn tượng nhất là sự thân thiện của người dân. Tôi đến từ Na Uy và đất nước tôi không có những nét văn hóa đặc biệt như thế này. Tôi rất là thích. Phú Thọ cũng đã tổ chức nhiều đoàn farm trip đến tìm hiểu, khảo sát để đẩy mạnh công tác xúc tiến quảng bá các tuyến, điểm, sản phẩm du lịch đặc sắc của mảnh đất cội nguồn dân tộc. Thông qua công tác tuyên truyền quảng bá du lịch, ngày càng có nhiều đơn vị lữ hành tổ chức các tour du lịch trải nghiệm sản phẩm du lịch văn hóa tâm linh ở mảnh đất cội nguồn, du khách về với Phú Thọ. Hôm nay thì cái sản phẩm du lịch nó đặc biệt hơn và các du khách ấy mà khi đã quay trở lại thì thấy nó có rất là cái điểm nhấn một cái chương trình du lịch đối với các cư lữ hành, đó là hát xoan Phú Thọ, một cái đình tại nơi một cái đình Hùng Lô là một trong những cái đình rất là cổ của mảnh đất Phú Thọ. Và đối với các cái khách mà quay trở lại thì tôi nghĩ rằng là sẽ lan tỏa được rộng mạnh mẽ hơn với cái những cái khách hàng khác để quay trở lại với mảnh đất Phú Thọ. Phú Thọ đặt ra mục tiêu khai thác phát huy giá trị di sản văn hóa để phát triển du lịch bền vững, coi di sản văn hóa là nguồn lực nhằm phát triển du lịch theo hướng hài hòa, nhân văn, có bản sắc, trong đó tăng điểm đến, tăng trải nghiệm và tăng liên kết đang là hướng đi để du lịch tâm linh đất tổ tiếp tục đổi mới và thu hút du khách. Dự kiến trong mùa lễ hội Đền Hùng năm nay sẽ có khoảng 8 triệu lượt khách về với Phú Thọ. Bản tin khởi động ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.